Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài sản đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Sau đây là những thông tin chính của bản tin. 1. Thông tin vĩ mô thế giới Fed giữ nguyên lãi suất, nhận định kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi. Kết thúc cuộc họp chính sách trong 2 ngày 27 đến ngày 28 tháng 7, Ủy ban thị trường mở liên bang, cơ quan lập chính sách của Fed, thông báo giữ nguyên lãi suất ở 0 đến 0,25% như dự đoán trên thị trường. Fed giảm lãi suất về 0 đến 0,25% từ giữa tháng 3 năm 2020. Lãi suất này được dùng để quyết định lãi cho vay mua nhà, thẻ tín dụng và nhiều khoản vay khác tại Mỹ. Cùng với đó, FOMC tái khẳng định quan điểm cho rằng kinh tế Mỹ tiếp tục cải thiện. Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch đã cho thấy sự cải thiện nhưng chưa phục hồi hoàn toàn. Thông báo sau cuộc họp cho biết, lạm phát tăng chủ yếu phản ánh các yếu tố tạm thời, các điều kiện tài chính nói chung vẫn thuận lợi. Dù số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày tại Mỹ tăng lên gấp 4 lần so với cuộc họp hồi tháng 6, Fed vẫn tin rằng chương trình tiêm vaccine sẽ giảm ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng y tế này đến nền kinh tế, cho phép một quá trình tái mở cửa mạnh mẽ diễn ra. Ngoài ra, Fed thông báo sẽ thiết lập hai công cụ mua lại thường trực, một cho thị trường nội địa, một cho nhà chức trách nước ngoài và quốc tế. Hai công cụ cho phép các tổ chức đổi tài sản thế chấp chất lượng cao, chủ yếu là trái phiếu chính phủ Mỹ, với trường hợp nội địa, lấy dự trữ. Quy mô tối đa với thị trường nội địa là 500 tỷ USD. Các nhà lập chính sách của Fed cho biết, họ sẽ tiếp tục thảo luận về thời điểm để bắt đầu siết dần mua 120 tỷ USD trái phiếu hàng tháng, gồm 80 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ và 40 tỷ USD trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp, dần dần tiến đến tăng lãi suất. Fed đang đối mặt lo ngại ngày càng tăng liên quan lạm phát, với chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng nhanh nhất kể từ ngày trước khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, giới chức cho rằng xu hướng lạm phát chỉ là tạm thời, sẽ hạ nhiệt khi các nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng được gỡ bỏ, lực cầu bình thường trở lại. Thị trường nhận định Fed không tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, xác suất Fed tăng lãi suất trong năm 2022 tăng từ 54,4% trước cuộc họp lên 62% sau cuộc họp, chắc chắn sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trước tháng 3 năm 2023, theo công cụ FedWatch của CME và Reuters. 2. Thông tin vĩ mô Việt Nam. Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD sau 7 tháng. Báo cáo Kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, cán cân thương mại ước tính thâm hụt 1,7 tỷ USD trong tháng 7 và nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 7 tháng. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 17,8 tỷ USD, khu vực FDI, kể cả dầu thô xuất siêu 15,1 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, nhưng lại tăng 8,4% so với cùng kỳ trong nước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 185,3 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước đạt hơn 48,5 tỷ USD, tăng gần 15%, chiếm hơn 26% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, có kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 136,8 tỷ USD, tăng gần 30%, chiếm gần 74%. 7 tháng đầu năm ghi nhận 27 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất ước đạt 29,4 tỷ USD, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện ước đạt 27,4 tỷ USD, tăng gần 16%. Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch ước đạt 53,6 tỷ USD, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, ước đạt 28,7 tỷ USD, tăng hơn 24%. Thị trường EU ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng gần 16%. Ở chiều ngược lại, tháng 7, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 28,7 tỷ USD, tăng gần 4% so với tháng trước, nhưng lại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 188,03 tỷ USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt hơn 66,3 tỷ USD, tăng gần 30%. Khu vực FDI ước đạt hơn 121,7 tỷ USD, tăng gần 39%. 7 tháng đầu năm ghi nhận 31 mặt hàng nhập khẩu, đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 88% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện ước đạt 39,4 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng ước đạt 27,1 tỷ USD, tăng gần 37%. Điện thoại và linh kiện ước đạt 10,6 tỷ USD, tăng gần 49%. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 62,3 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc đạt 29,7 tỷ USD, tăng gần 20%. Thị trường ASEAN xếp thứ 3 với kim ngạch ước đạt 24,7 tỷ USD, tăng hơn 48%. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2021 chịu tác động mạnh của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trong nước, khiến hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng đáng kể do việc tạm ngừng hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp có nguồn thu từ xuất nhập khẩu lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới. CPI 7 tháng tăng 1,64%, thấp nhất từ 2016. Báo cáo kinh tế, xã hội tháng 7 và 7 tháng vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 0,62% so với tháng 6, tăng 2,25% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lương thực, thực phẩm tăng tại một số địa phương giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 do người dân tăng cường tích trữ. Việc giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới và giá điện sinh hoạt tăng theo nhu cầu sử dụng trong mùa nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tăng. Tuy vậy, tính chung 7 tháng, CPI tăng 1,64% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ 2016. Trong mức tăng 0,62% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so với tháng trước, có 7 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm và 1 nhóm giữ giá ổn định. Nhóm giao thông có mức tăng cao nhất 2,36%, làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm do ảnh hưởng của 3 đợt điều chỉnh giá xăng, dầu vào ngày 26 tháng 6, 12 tháng 7 và 27 tháng 7. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,88%, làm CPI chung tăng 0,17 điểm phần trăm do các đợt nắng nóng trong tháng làm chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 3,38%. Tương tự, giá dầu hỏa tăng 7,23% và giá ga tăng 7,77%. Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm nhóm văn hóa, giải trí và du lịch do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, giảm 0,1%. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05% do giá điện thoại di động giảm 0,12%. Và phụ kiện điện thoại thông minh, máy tính bảng giảm 1,77%, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,03%, riêng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác không đổi. 3. Thông tin doanh nghiệp niêm yết, mức lãi quý 2 tăng 36%, tiếp tục tăng nợ vay. Thế giới di động công bố doanh thu thuần hợp nhất quý 2 đạt 31.658 tỷ đồng, tăng 20%, giá vốn tăng thấp hơn nên lãi gộp tăng 24%, đạt 7.143 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng nhẹ từ 21,9% lên 22,6%, doanh thu tài chính tăng 80% lên 305 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 25% lên 171 tỷ đồng, chi phí bán hàng lớn nhất trong các chi phí và tăng 26% lên 4.444 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng tăng 20% lên 1.201 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12,3%, lãi sau thuế 2.551 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, nhà bán lẻ thực hiện 50,4% chỉ tiêu doanh thu và 53,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm, chuỗi điện máy xanh đóng góp lớn nhất với tỷ trọng 53,3%, tăng 5%, chuỗi thế giới di động đóng góp 25% và tăng 7%, chuỗi bách hóa xanh đóng góp 21,4% và tăng 42%. Chuỗi Blue Channel sẽ tăng mạnh nhất 281% nhưng chỉ chiếm tỷ trọng 0,3% trên doanh thu. Doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 6% so với cùng kỳ 2020. Trong chuỗi thế giới di động, điện máy xanh, ngành điện thoại tăng 16%, laptop, điện lạnh và gia dụng duy trì mức tăng một chữ số, điện tử tăng trưởng âm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận Hòa Phát quý 2 đạt 9.745 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước. Tập đoàn Hòa Phát thông báo doanh thu quý 2 đạt 35.400 tỷ đồng, tăng 71%, lợi nhuận sau thuế 9.745 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước và lập kỷ lục lợi nhuận mới. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 66.900 tỷ đồng, tăng 67%, lãi sau thuế 16.751 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước. Tập đoàn thực hiện 56% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận năm. Nửa đầu năm, Hòa Phát sản xuất hơn 4 triệu tấn thép thô, tăng 55% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt gần 4,3 triệu tấn, tăng hơn 60%. Thép xây dựng đạt 1,8 triệu tấn, tăng 22%. Thị phần số 1 với 34,6%. Sản lượng thép cuộn cán nóng đạt 1,3 triệu tấn, ống thép đạt 375.000 tấn. Sản lượng tôn mạ gần 160.000 tấn, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Thị phần sản phẩm ống thép trên 30%, trong khi tôn mạ vào top 5 thị phần. Nửa đầu năm, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thép như than luyện cốc,
quặng sắt tăng cao. Tuy nhiên, Hòa Phát cho biết vẫn duy trì sản lượng sản xuất phục vụ đủ nhu cầu thị trường trong nước và giá bán ra luôn thấp hơn so với giá trên thị trường thế giới. Ở lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng bò Úc tiếp tục giữ thị phần số 1. Tổng đàn heo kỳ vọng đạt khoảng 450.000 con thương phẩm trong năm nay. Sản lượng trứng gà dẫn đầu miền Bắc và đã vào hàng loạt các siêu thị lớn trên toàn quốc với khoảng 730.000 quả ngày. Trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 lần lượt được phê duyệt đầu tư mở rộng để thu hút đầu tư. Tập đoàn hiện đang nghiên cứu, triển khai một số dự án bất động sản khu đô thị có tính thanh khoản cao tại một số tỉnh thành phố. Hòa Phát đang đẩy mạnh triển khai dự án sản xuất vỏ container theo tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 từ đầu năm 2022. Doanh nghiệp đầu tiên báo lãi hơn 10.000 tỷ đồng quý 2. Vinhomes công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 chưa kiểm toán, với tổng doanh thu thuần đạt 28.725 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 10.232 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. EPS đạt 3.111 đồng. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên báo mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng trong quý 2, mức lợi nhuận rất hiếm gặp trong một quý với các doanh nghiệp Việt. Như vậy, nửa đầu năm, Vinhomes đạt doanh thu thuần 41.711 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 15.628 tỷ đồng, tăng lần lượt 82% và 52% cùng kỳ. Trong quý 2, Vinhomes tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số nhằm gia tăng chất lượng tương tác với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội. Trong đó, sự kiện mở bán dự án The Metron Line nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City đã thu hút 16.000 người xem thông qua hình thức livestream trực tuyến. The Metron Line sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tại giao lộ 3 tuyến Metro tương lai 5, 6, 7 và được kiến tạo với 3 phân khu mang 3 phong cách Mỹ, Nhật Bản và Hồng Kông. Mỗi phân khu tại The Metron Line đều sở hữu các tiện ích đặc quyền, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng. Trên đây là bản tin kinh tế trước giờ giao dịch của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại vào 8 giờ sáng ngày mai.